Đèn phanh ống liên tục, kiểm tra ngay kẻo mất an toàn. Nếu đã nhả hết phanh xe ô tô mà đèn phanh vẫn sáng liên tục không tắt nghĩa là xe của bạn đang có vấn đề. Chưa kéo hết phanh tay. Nguyên nhân đèn báo phanh tay không tắt thường gặp nhất là người lái chưa kéo hết phanh tay. Khi bị lỗi này, bạn không nên tiếp tục di chuyển sẽ gây nguy hiểm cho bạn và mọi người. Vì việc cố tính di chuyển khi phanh tay chưa kéo hết sẽ dẫn tới sự tổn hại nghiêm trọng tới má phanh hoặc cánh quạt. Lúc này bạn nên dừng xe lại và kiểm tra sơ qua các thao tác trên xe đã đầy đủ chưa phanh tay đã được kéo hết chưa? Phanh ABS trục chặt. Hiện nay, đa phần các dòng xe đều được trang bị hệ thống bó cứng phanh ABS. Trong điều kiện hoạt động bình thường, đèn sẽ chỉ sáng khi khởi động xe còn lại xe sẽ tắt để thông báo hệ thống hoạt động bình thường. Thế nên, nếu xe vận hành mà bạn vẫn thấy đèn sáng thì tức là phanh ABS đang có vấn đề. Khi xe bị lỗi phanh ABS, hệ thống sẽ ghi nhận lại lỗi và lưu lại với một loại mã đọc bằng cảm biến phanh ABS và máy chuẩn đoán bạn có thể mang xe đến các gara để nhờ kiểm tra chính xác nguyên nhân dầu phanh ở mức thấp ngoài những vấn đề liên quan trực tiếp tới phanh nguyên nhân khiến đèn xe báo sáng còn có thể là dầu phanh ở mức quá thấp tuy nhiên nếu liên quan đến dầu phanh xe sẽ có một số báo hiệu để bạn biết mức dầu đang ở đâu nếu đồng hồ biểu thị dấu chấm than thì dầu xuống thấp chuyển sang vàng thì hệ thống phanh vẫn còn đủ chất lỏng hoạt động nhưng nếu dấu than chuyển đỏ bạn cần đưa xe ra gara để châm thêm dầu càng nhanh càng tốt đèn phanh hỏng Ngoài những lỗi do hệ thống, nguyên nhân còn có thể do đèn phanh bị hư. Để kiểm tra, bạn chỉ cần nhờ một người bạn nữa để đứng đằng sau để báo bạn biết đèn phanh có sáng hay không. Nếu bạn không đạp phanh mà xe bạn vẫn sáng đèn phanh, bạn cần nên phải xem lại tổng thể các dấu hiệu trên bảng điều khiển. Nếu vẫn không thấy bất cứ một bất thường nào thì có thể đèn phanh thực sự đã bị hỏng. Hỏng